Chắc hẳn anh em không lạ gì Hồng Liên, cờ thủ pro người Trung Quốc nhưng vẫn có khả năng làm content cực tốt. Dù đang trong giai đoạn try hard kiếm vé đi chung kết thế giới nhưng anh vẫn cực kỳ chiều lòng người xem. Hôm nay anh em hãy cùng Cà Phê Nhân Phẩm theo dõi trận đấu Hồng Liên triển bài 6 đấu sĩ Flex kẹp Mordekaiser 3 sao. Cuối game là một pha ảo ma để rồi lật kèo cực mãn nhãn nhé. Không dài dòng nữa, anh em mình vào việc. Nền tảng GG Live, nền tảng mang đến hệ sinh thái streamer và idol được đào tạo cực kỳ bài bản, cực kỳ chuyên nghiệp. Đã vậy, khi đến với GG Live, anh em sẽ không chỉ được xem live mà còn vừa giải trí, vừa gia tăng thu nhập. Nền tảng sẽ liên tục tổ chức các giải đấu eSports độc quyền, hứa hẹn là sân chơi để viewer tỏa sáng đỉnh cao, tìm người chơi cùng cực dễ, đi kèm nhiều ưu đãi hứa hẹn, xem là mê. Ké GG Live ngay và luôn anh em nhé. Trận đấu khởi đầu với nâng cấp bạc, các lựa chọn không có gì quá đặc sắc. Anh quyết định chốt phân nhánh của huyền thoại ốp, có ấn gì sẽ hướng bài theo đó. Có ngay Chagon, một ấn không có quá nhiều tác dụng ở đầu trận. Anh quyết định dùng búa gen đập, cùng với đó là nước mắt, nhận lại ấn đấu sĩ và mảnh cung, combo cực đẹp cho một bài đấu sĩ flex. Đối thủ đầu tiên là một nhà eco trắng, đã tích 20 vàng và có vẻ muốn xảo nấu cái gì đó với hộp Pandora. Anh có một free win, dù chỉ có 3 chest và kích 2 phù thủy. Đã gặp nhà yếu nhất lobby, trang bị không đủ tốt để ghép lấy vàng từ tập đoàn Glux, anh chơi luôn eco trắng và bán nguyên sàn. Hai round tiếp nhận 2 trận thua, thế mà vẫn phải đi chợ sau hai ông khác bán máu quỷ hơn. Bú thành công cái gậy, về nhà anh lại tính toán tiếp, vẫn tiếc đồ nên tiếp tục bán nguyên sàn, nhận thêm 2 trận thua và có chuỗi 4, tiện thể đòn luôn một nhà Pitchover giữ vững phong độ, quá thành công rồi. Quái trả khá nhiều mảnh đồ đa dạng, có nịt, nước mắt và gấp đôi canxi vào găng và giáp. Bắt đầu dần cải thiện form, lấy đa chú, kẹp đấu sĩ, cũng bắt đầu xào luôn đồ để giữ máu, bắt đầu với các món đam gồm chùy xuyên phá và găng bảo thạch cho thần bịp tuyết sượt phết giữ hộ. Round này gặp phù thủy, Taric thú tượng quá trâu chó, phần còn lại của đối phương rõ mỏng nhưng anh Liên không thể vượt qua nổi gián tranh, nhận trận thua 4 chess. Nâng cấp thứ 2 tiếp tục là bạc, lần này mất không quá 5 giây để anh chốt đơn, đó là hàng chờ Pandora, một trong các nâng cấp bạc đột biến nhất. Lên 6 thêm chút sức mạnh đội hình, đồng thời bắt một số quân. Đối thủ lần này khá khỏe, lấy xoay bài tự động và đã có Mordekaiser lẫn Javan. Vì anh vẫn đang toàn một sao nên lần này anh ghép luôn giao điện, đép được thêm chút nhưng vẫn là trận thua khá đau với 4 chess. Dần xoay form qua nhiều đấu sĩ hơn, anh đang dần ổn định bài thì gặp ngay nhà đa chú. Lại là con Taric thủ tượng đấy, một mình chống cả thế giới, giờ anh không cách nào hạ nổi. Dù vẫn đép được một chess nhờ TF ném bài ra sau, anh vẫn phải nhận phát đấm 5 chess, chỉ có lượng máu khiêm tốn 33. Đi chợ nhặt được Kai'Sa và nước mắt, anh lên vội cấp 7 để roll và bắt đầu những bước comeback. Bắt đầu anh ra đen Kassante, bộ đôi Aatrox, Mordor. Anh không nghĩ nhiều, cho toàn bộ vào sân đã rồi mới tính chuyện lắp đồ. Cho Aatrox ấn đầu sĩ, Kai'Sa giao điện và Mordor hai đồ đam đã lắp từ trước. Gặp nhà phù thủy, trông đồ Taric có một chút sinh viên. Giao tranh ban đầu hơi khó khăn, hàng thủ đối phương hơi cứng nên sàn phù thủy ở sau đã có thời gian gây đam. Nhưng sau khi Mordor hạ được vài tên và cướp chỉ số, giao tranh dần dễ hơn, thẳng bước ra sau quất từng kẻ một, lấy việc chiến thắng đầu tiên cho Hồng Liên sau khoảng thời gian dài. Hàng chờ Pandora lên cho anh Kai'Sa 2, Mordor cũng cống hiến bằng cách tự ra. Anh lên được đôi này 2 sao, xem như đã ấm no. Giờ việc cần làm là bắt đầu xào nấu xoay bài để kích hệ đẹp hơn. Đối thủ 3.6 là một nhà chơi chung đấu sĩ. Nhà này đã kích được mốc 6 nhưng tổng thể trông thua xa Hồng Liên. Trong khi Mordor như cỗ xe tăng, đi tới đâu nát tới đó, thì AZ địch lại đang như gà mắc tóc, xiên mãi con bọ không xong. Có được đấu sĩ xịn là Sejuani cũng không đủ để cover, chiến thắng dễ dàng về tay anh. Đến với rau quái, hàng chờ đã lắc ra được Aatrox. Anh chơi lớn cho luôn Kai'Sa vào hàng chờ. Vì đằng nào không được kích thích đấu thì giá trị của cô trong team cũng không nhiều lắm. Khá đen cho anh khi hàng chờ lại ra Nila, càng khó dùng hơn. Anh đánh bán luôn để tiếp tục roll. Thành công lên được Vi, AZ2 và bắt được heo, bỏ luôn Aatrox để thay vào, đổi ấn qua cho Mordor để đủ 6 đấu sĩ. Đầu 4 chấm, đối đầu hư không reroll, Kassadin, Sứ Giả rồi Talia. Tất cả hợp lực của khống chế và câu thời gian của Mordor nhằm giúp carry ở dưới là mực dồn sát thương. Nhưng đây là con Mordor 6 đấu sĩ, lượng lá chắn từ kỹ năng của hắn tỷ lệ theo máu tối đa nên chỉ cần bật chiêu lên cái là cứng lại ngay, đối phương không thể dồn nổi. Chiến thắng cho anh Liên. Sau hai nâng cấp bạc có phần nhàm chán
thì nâng cấp kim cương đã được offer lựa chọn cuối với túi đồ ốp, hút máu siêu công nghệ và vương miện đồ tể. Đồ cho carry đã ổn áp, đồ thủ cũng đang dư thoải mái, cũng không cần xẻng hay máy sao chép làm gì nên túi đồ bị bỏ qua đầu tiên. Kế đến, vương miện đồ tể cũng đi theo, bài đủ form rồi nên không cần. Cuối cùng là hút máu siêu công nghệ không mang lại quá nhiều giá trị, luôn luôn. Nhận được 3 cái mới, anh quyết định chọn trang bị ánh sáng, lấy găng xịn cho Azir để làm nguồn sát thương ổn định ở sau. Còn Mordor thì anh tháo đồ ra, đổi cái chùy qua cho gà nốt, rồi lắp lại găng và một áo choàng để sinh tồn. Đối thủ là Taric hai thú tượng, Mordor dù đã luồn xuống rất hay, nhưng đồng đội lại quá giấy trước siêu cô kích 6 phù thủy. Không câu đủ thời gian cho Mordor lẫn Azir chơi game, cả hai carry của anh lần nữa mải mê đánh Taric, không có khống chế thì không tài nào hạ nổi. Anh thua khá đau. Vừa buồn vì thua, thì game xoa dịu ngay khi lắc ra Saiyan từ hàng chờ. Anh thêm vào sân thay cho Gat không còn nhiều tác dụng. 4.3, đối đầu một nhà Azir carry. Azir dùng mới 1 sao nhưng được cover khá kỹ. Có thêm quyền trượng cùng khảm bạc nên sát thương không phải dạng vừa. Vẫn clear được kha khá quân ta, có cả Mordor. Nhưng anh vẫn còn một Azir găng ánh sáng ở dưới nữa. Cái này hơi khó để đối phương xử lý. Chiến thắng cho anh Liên. Nhặt Ari 5 vàng từ chợ để random. Anh không update gì nhưng vẫn đủ lực chiến thắng một nhà 8 phù thủy khi đối phương có hàng thủ không ổn định. Sát thương lại không đủ nhiều khi carry siêu cô mới 1 sao. Hàng chờ random Ari thành Saiyan. Có vẻ may mắn đang dần trở lại rồi đây. 4.6 gặp bóng nhà hư không. Mordor được đứng ở một góc đẹp, không dính khống chế nhiều như lần đối đầu trước. Dù không rõ combat do anh Liên chuyển màn hình, nhưng cũng đoán được Mordor clear dần cánh trái và tiến vào trong mà không gặp trở ngại nào. Anh chiến thắng với hai carry còn nguyên. Bầy chim trả các mảnh đồ không quá đẹp, đã dồn đồ cho hai carry rồi nên các tướng khác chưa đâu vào đâu. Đây cũng là vấn đề nhức nhối anh cần giải quyết. Quyết định làm cái bốc đồ cho heo. Lên luôn cấp 8 ở đầu 5 chấm, anh roll được heo 2 rồi bắt thêm vài quân 4 vàng cho vào hàng chờ với tham vọng lên 3 sao. Đối đầu với đối thủ chơi chung bài, anh dồn hai carry về một phía nên clear khá nhanh. Sau một hồi combat thì Mordor đã mở được đường xuống dưới. Gangplank mở mắt thấy ngay cây chùy bên cạnh bị bong lên bảng. Azir đổ mục tiêu qua để trả thù thì còn đó áo choàng giúp Mordor ẩn thân, làm Azir đi lên ngay mũi chùy của hắn. Hai gõ thăng thiên, anh chiến thắng và cho nhà này ăn quốc. Hàng chờ random ra Azir 2, anh cho vào thay một Saiyan để bổ sung sát thương. Đối đầu bài Ari carry mix đủ hệ, vẫn cách xếp cũ nên Mordor và Azir mất khá nhiều thời gian với Shen thú tượng giáp máu. Một chùy, hai chùy, rồi ba chùy mà vẫn không chịu nằm. May cho anh là đối phương có mỗi Ari gánh đam, không có đồ mana nên mất khá nhiều thời gian lên chiêu. Mordor và Azir cùng nhau dọn được dàn tranh cánh trái, cầm chùy tiến thẳng ra sau. Sống sót lần chiêu thứ hai của Ari về áo choàng, rồi bật chiêu và quay qua một gõ, tiễn cô lên bảng. Chiến thắng và ngọn lửa Winstreak đã cháy cho Hồng Liên. 5.3, random được thêm một Mordor 2, anh lại thay vào sân, nhưng chưa cho Azir vào hàng chờ. Thấy gần đến chợ rồi và mình còn cơ hội nên anh chưa muốn vội đến mức đó. Đối đầu nhà đa chú, Mordor đi thẳng ra hàng sau đánh nhau, gõ đầu mực với skill được bật. Nhưng mực này cầm hẳn hai kiếm súng, có 4 đa chú nên bắn tùm lum phát nào là hồi lại đầy cây phát đấy. Nhưng cú gõ của Mordor chỉ là búp mana cho nó bắn nhanh hơn thôi. Phía Azir thì bất lực với Taric, anh thua đau và còn đúng 2 máu. Nhặt được Mordor ở chợ, về nhà anh roll mạnh tay kiếm 3 sao. Thậm chí bỏ luôn cả Saiyan 2. Roll lần đầu ra được Mordor thứ 8, rồi bán dần các tướng 4 vàng. Azir cũng không thoát. Vừa hay bán gà xong thì Mordor ra luôn. Lên 3 sao rồi, quẩy thôi anh em. Mở bát với nhà 8 phù thủy, đối phương xếp Taric ở giữa nên Mordor được dọn đường tiến thẳng ra sau. Tầm này chúng sinh bình đẳng, không ai chịu được quá hai gõ của chúa tể Noxus. Hồng Liên chiến thắng và kết liễu luôn đối thủ này. 5.6, gặp lại nhà Ari. Nhà này đã lớn khi lên được Ari 2, sát thương cải thiện trông thấy. Nhưng kể cả có dồn thêm khống chế, đốt mana, vẫn không cách nào hạ nổi con hàng Mordor 3 này. Chiến thắng cho anh Liên, tiếp tục một nhà nữa bị gõ lên bảng. Chơi để top 1 thì xưa như diễm rồi. Hồng Liên nổi tiếng là ông hoàng còn trên. Sang round rồng, anh đưa luôn Mordor vào hàng chờ và để game làm mình bất ngờ. Không phải đợi lâu, 6.1 tới luôn đây. Và quân cờ anh nhận được là ông trùm siêu cô 3 sao. Anh có hơi ngạc nhiên nhưng là một pro nên lập tức ổn định lại. Roll kiếm Zaun cho vào sân,
lấy cho siêu cô Mốt mảnh ghép thích ứng. Đối thủ lần này không ai khác ngoài nhà đa chú từng đấm mình nguyên sàn không ít lần. Siêu cô không có đồ mana hay tốc đánh nên lên chiêu khá chậm. Lần đầu chỉ ném được Taric, nhưng đối phương lần này không có ai kích mana ở dưới, mực không bắn tùm lum được như trước, nên siêu cô vẫn kịp lên chiêu lần hai trước khi hàng thủ nằm xuống. Như thế là quá đủ để carry địch lên bảng. Thêm một bình thuốc nữa cho phần còn lại, anh thành công trả thù nhà này. 6.2 gập bóng nhà hư không đang cháy. Anh cho luôn siêu cô lên hàng đầu để được kích mana nhanh hơn. Kế hoạch đã thành công khi chỉ cần 10 giây là cả team địch sốc thuốc hết. Chỉ có mỗi Baron ở lại nhưng vẫn không thể chịu được lượng độc liên tục. 6.3 gập bản thể thật của nhà hư không. Anh bắt bài ngay và đổ siêu cô qua trái vào giây cuối. Kai'Sa, Mực và Talia trước mặt kích mana cho siêu cô cực nhanh. Ném ra một bình lê rắn tranh rồi lại đầy mana và thêm mình nữa cho rắn sau cũng có phần. Kai'Sa né được sang một bên, cũng chỉ câu được thêm chút thời gian và lên bảng nốt. Tuy nhiên, con Baron cực trâu này vẫn khá đáng sợ. Tranh chiêu của Siêu Cô và Azir từ đầu tới cuối. Nếu không nhờ áo choàng, Mốt Saun sinh tồn và 6 đấu sĩ, thì có khi Siêu Cô 3 phải ôm hận nhận thua rồi. Cuối cùng, trùng cuối Baron cũng phải nằm. Anh liên chiến thắng và có được top 1 trận đấu với 6 đấu sĩ cùng pha xử lý cảm xúc cho Siêu Cô 3 sao. Qua trận đấu có thể thấy, Hồng Liên là một cờ thủ có khả năng phân tích và đưa ra lựa chọn cực tốt. Từ đầu tới cuối, các lựa chọn của anh đều ảnh hưởng rất nhiều đến kết quả các giao tranh sau đấy. Pha xử lý vừa có tính còn chen, vừa có sự hợp lý của Hồng Liên ở cuối game, quả đúng là mãn nhãn. Anh biết rằng Mode 3 sao có thể sẽ không gõ được con Baron ở tầm 6 chấm, nên đã trông cậy vào hàng chờ. Cuối cùng tạo ra bất ngờ cho cả bản thân, lẫn người xem và đối phương. Cảm ơn anh em đã xem hết video. Nếu thấy hay, hãy để lại một like, một share, một subscribe cũng như chuông vào nút chuông để cập nhật các video phân tích trận đấu hấp dẫn nhé. Giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại anh em trong các video lần sau.